Hôm nay chúng ta sẽ thực hành tiếp theo cho phần là nhập các chi tiết về các cái hóa đơn về chi phí trả trước, bao gồm các công cụ và các chi phí trả trước như là tiền thuê đất. Thì ở đây chúng ta xem cái bài trước kia là chúng ta học trên phần hệ Excel, thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta lọc tài khoản 242 thì ở đây chúng ta sẽ có bốn cái nghiệp vụ nội dung, bao gồm là chi phí tiền thuê đất và cái chi phí mà chúng ta mua là máy Canon, cũng như là mua chi phí kiểm định khi mua xe ô tô và các cái phần phí bảo hiểm khác. Thì ở đây chúng ta sẽ có bốn phần. Và khi chúng ta vào phần mềm thì chúng ta cũng bước 1 lựa chọn phân hệ mua hàng. Sau đó chúng ta sẽ vào trong phần mềm. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái phân hệ là chúng ta sẽ trả trước tiền thuê đất. Thì ở đây chúng ta đang ghi là trả trước thuê đất bất kỳ là 3 tháng, bao gồm tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Và để trả trước cái tiền thuê đất này thì chúng ta sẽ xem ở cái phần là chúng ta trả là 64 triệu 800 nghìn đồng. Nhưng mà trong 64 triệu 800 nghìn đồng này thì chúng ta sẽ chia làm rất là nhiều cái phần mà chúng ta tính. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái bảng tính giá thành là phân bổ cái tiền thuê đất, thì chúng ta thấy rõ ràng là 64 triệu 800 nghìn đồng này thì chúng ta trung bình một quý là 21 triệu 600. Và trong cái 21 triệu 600 này thì chúng ta sẽ phân bổ lần lượt cho các cái bộ phận, bao gồm là văn phòng, nhà xưởng và các cái phần hệ khác. Thì ở đây chúng ta sẽ vào do cái chi phí thuê đất này thì nó không phải là một phần nghiệp vụ của cái hóa đơn bán ra mua vào, nên ở đây là chúng ta là cái nghiệp vụ mà chúng ta chi trả cho nhà nước. Thì ở đây chúng ta sẽ vào cái phân hệ là tổng hợp, và các bạn sẽ có một cái phần tab đó là chứng từ nghiệp vụ, các bạn bấm thêm. Và ở đây chúng ta sẽ thêm cái nội dung dẫn giải, thì căn cứ vào là 1 tháng 1 cái tiền thuê đất này thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái giấy nộp tiền, ở đây là chúng ta sẽ nạp vào cái ngày. Chúng ta xem cái ngày nộp tiền là ngày bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái giấy nộp tiền và xác nhận. Thì cái xác nhận này là ngày 3 tháng 1 là chúng ta nạp. Thì nhưng mà cái nghiệp vụ này thì nó phát sinh cho nguyên quý và năm, nên chúng ta sẽ ghi nhận cái bút toán này là vào ngày tháng 1 2019. Và chúng ta nội dung diễn giải là tiền thuê đất. Và ở đây chúng ta sẽ hạch toán là theo cái thông tư số 200 thì chúng ta sẽ thấy rằng là nợ tài khoản là 242, và chúng ta sẽ dùng cái tài khoản là có 3337. Và với số tiền mà chúng ta cần hạch toán thì ở đây là 64 triệu 800 nghìn đồng. Chúng ta xem các thông tin, nếu đã đúng rồi thì chúng ta bấm cất và lưu trữ. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là cái nghiệp vụ này là xác nhận chúng ta đã nộp, nhưng mà chúng ta nộp cái tiền thuế này là nộp bằng tiền mặt vào tài khoản kho bạc. Đây chúng ta sẽ vào phần hệ là phiếu chi tiền ở quỹ này, thì chúng ta bấm chi tiền. Và sau khi bấm phần hệ chi tiền thì chúng ta cũng lựa chọn lại thì cái ngày mà chúng ta đi nộp tiền, thì ở đây nó là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2019, thì chúng ta sẽ ghi rõ luôn là 03. Và sau đó chúng ta chọn cái đối tượng mà chúng ta nộp là cho chi cục thuế, thì chúng ta sẽ chọn chi cục thuế. Và các thông tin khác về người nộp, lý do chi khác thì chúng ta có thể diễn giải chi tiết ra, hoặc là chúng ta không cần diễn giải. Thì ở đây chúng ta có thể được ghi nội dung chi đây.
Và ở đây chúng ta sẽ ghi là 337 và đất, tiền thuê đất có 11, thì ở đây chúng ta sẽ nộp là 64.800.000 đồng. Và sau khi chúng ta đã làm xong thì chúng ta bấm cách để lưu trữ. Và các bạn đóng hồ sơ. Như vậy là chúng ta đã lên xong được cái phần hành là chi phí tiền thuê đất. Thì ở đây chúng ta có hai lựa chọn. Một là chúng ta sẽ vào khối chi tiền, và sau đó các bạn cũng sẽ lập các cái nghiệp vụ. Và ở đó thì các bạn sẽ có những cái nghiệp vụ mà thu chi. Thì ở nghiệp vụ thu chi này thì các bạn cũng sẽ có hai lựa chọn. Các bạn có thể là hạch toán phần chi tiền không thôi. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn hạch toán luôn tiền phí đất thay vì vào cái nghiệp vụ khác như trên kia, thì chúng ta cũng sẽ hạch toán trên này. Nhưng các bạn phải sẽ vào cái phần là phần hệ thống, để các bạn bấm cái tùy chọn hoặc là thiết lập hệ thống. Thì ở đây các bạn sẽ vào cái phần hệ thống này để các bạn là khai báo các thông tin. Ví dụ như các bạn bỏ cái hạn chế nhập tài khoản chứng từ thì các bạn sẽ nhập thoải mái các nghiệp vụ thu chi, liền lương, tất cả mọi thứ luôn ở trên cùng cái thứ chi. Còn nếu các bạn mà hạn chế tài khoản thì các bạn phiếu chi tiền thì chỉ có một cái nghiệp vụ duy nhất là chi tiền trên phiếu chi mà thôi. Còn các cái nghiệp vụ hạch toán chi phí tiền lương khác thì các bạn sẽ không hạch toán được trên đấy. Thì đối với tôi thì cách sử dụng của tôi luôn luôn làm là phiếu chi tiền và các nghiệp vụ hạch toán luôn trên cùng một phiếu để dễ kiểm soát và dễ sửa chữa. Sau này có sai sót thì cái việc sửa chữa nó sẽ nhanh hơn. Còn trong trường hợp mà những công ty lớn thì người ta sẽ phân hệ ra thu chi riêng, nên chúng ta sẽ những người mà làm đến lương thì chỉ có vào nghiệp vụ khác để hạch toán mà thôi. Nếu các bạn thay đổi thì các bạn chỉ cần bấm đồng ý, thì sau này phần mềm sẽ tự động cho các bạn về cái phần hệ là chi tiền hoặc cái phần hệ khác. Các bạn có thể lồng ghép các nghiệp vụ lại với nhau mà không sợ bị mất các cái nội dung hoặc là không cho nhập. Và ở chúng ta sẽ thấy rằng là cái khoản nộp tiền thuê đất thì chúng ta đã trích vào 242, và sau đó các bạn tìm đến cái hóa đơn số 1468. Thì đối với hóa đơn 1468 là chúng ta đã nhập ở bài thực hành trước kia. Bài thực hành trước kia là chúng ta đang nhập là hóa đơn 1468 này, thì chúng ta sẽ có hai thành phần, đó là về những cái mà nguyên giá nó trên 30 triệu đồng thì chúng ta cho vào 211, những cái dưới 30 triệu đồng thì chúng ta đang cho vào là 242. Thì cái nghiệp vụ cho cái hóa đơn 1468 này là đã hạch toán ở bài trước kia, chúng ta sẽ không nhập lại. Và chúng ta sẽ xem các cái nghiệp vụ khác là trong cái hàng hóa mua vào. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng có một cái nghiệp vụ là phí kiểm định ghế ngồi là dưới 10 ghế, cũng như là cái phí bảo hiểm xe ô tô là 1 năm. Thì chúng ta sẽ xem cái hóa đơn, thì chúng ta sẽ thấy rằng trên hóa đơn những hóa đơn nào có số 3 thì có nghĩa là chúng ta tìm đến cái mục là 242. Thì ở đây là hai mục này đều là sử dụng bộ phận văn phòng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là ở bài trước thì chúng ta rõ ràng trên hóa đơn này phần này hai phần, một phần là mua cho bộ phận đều là bộ phận văn phòng, nhưng một phần là đưa vào 242 và một phần chúng ta cho vào 211 để cho những cái giá trị nguyên giá của cái máy photo này là nó trên 30 triệu đồng theo thông tư 45 thì chúng ta phải đưa vào 211. Và cái phần hành khác thì chúng ta sẽ thấy là những hóa đơn về đăng kiểm, ví dụ như hóa đơn đăng kiểm là số 3 thì các bạn sẽ thấy rằng là đối với hóa đơn số 3 này thì phí đăng kiểm chúng ta là 1 năm, nên chúng ta sẽ sử dụng phí đăng kiểm này dừng để mua cho ô tô, nên chúng ta sẽ thêm và dừng bộ phận văn phòng. Nếu mà nó nhỏ quá thì các bạn có thể là cho vào 642. Còn nếu mà trong trường hợp nó lớn, các bạn làm đúng số 5 của nó thì các bạn phải cho vào là 242 như bình thường. Như ở đây là chúng ta sẽ cho vào 242. Thì ở đây là phí đăng kiểm, nên chúng ta sẽ, một là các bạn sẽ vào chứng từ mua hàng và chọn là thanh toán tiền mặt ngay. Nhưng ở đây là cái nghiệp vụ chi tiền và nó hoàn toàn không liên quan đến mua hàng hóa nhập kho, nên các bạn có thể là chọn cái phần hệ là quỹ, các bạn chọn cái mục là chi tiền, và sau đó các bạn sẽ kê khai các cái thông tin khác bao gồm là ngày hóa đơn
và các bạn chọn cái nhà cung cấp cho chúng ta là Cục Đăng Kiểm Việt Nam, là cái mã là 715. Thì nếu mà chưa có nghiệp vụ này thì chúng ta sẽ phải cục đăng kiểm ở đây thì lại là đang ghi là số 120, thì chúng ta ở đây mà số thuế là 120, còn trên đây là số điện thoại. Xin lỗi các bạn, tôi đang nhầm mục này. Chúng ta sẽ gõ cái mã số thuế, tức là mã khách hàng, vào cái mục là mã khách hàng để chúng ta lựa chọn các cái thông tin. Với số tiền là 309.091. Sau khi chúng ta khai báo các cái thông tin thì chúng ta sẽ vào phần hệ thuế để chúng ta kê khai, và tiền thuế ở đây của chúng ta là 10%, thì chúng ta sẽ là 10% chúng ta kê khai. Ở đây số tiền là 30.909. Và số hóa đơn thì các bạn sẽ gõ thông tin số hóa đơn là số 003. Và sau khi các bạn đã kê khai các thông tin về thuế thì các bạn sẽ kiểm tra lại các cái nội dung trên hóa đơn là mình đã nhập đúng hay chưa. Thì ở đây thì giá trị thuế là 309, về tiền thuế thì chúng ta sẽ chọn là 30.909. Và sau khi các thông tin các bạn đã kê khai đầy đủ thì chúng ta sẽ cất dữ liệu để lưu trữ. Và sau khi các bạn làm xong, các bạn bấm cất. Ở đây là 309.091. Trên đây là cái nghiệp vụ là cho cái phí kiểm định xe ô tô, nhưng chúng ta còn một cái hóa đơn nữa là chúng ta mua phí bảo hiểm xe ô tô, là số hóa đơn 15666, thì chúng ta sẽ thêm cho cái nghiệp vụ chi tiền là hóa đơn số 15666. Thì hóa đơn số 15666 là chúng ta mua bảo hiểm, và cái gói mua bảo hiểm chúng ta là 1 năm, thì chúng ta sẽ chọn cái ngày hóa đơn là ngày 3 tháng 2 năm 2019. Và chọn nhà cung cấp là công ty bảo hiểm bưu điện Hồ Chí Minh, cái mã đuôi là 001.
Chỉ đến trên đây thì chúng ta sẽ cho hiện cái thông tin. Các bạn lại chúng ta chọn nhập chi tiền thì chúng ta phải vào mục chi tiền. Chúng ta sẽ gõ số tiền là giá trị trước thuế là 1.080.000 và cái phí bảo hiểm tai nạn dân sự hoặc là cái phần khác thì chúng ta sẽ cho vào cũng y chang. Thì giá trị của nó là 1.150.000 giống như trên cái nội dung trên Excel mà chúng ta đã hạch toán trước kia. Và các bạn sẽ khai báo các cái thông tin về tiền thuế. Thì ở đây thuế chỉ ở tăng thì chúng ta chỉ kê khai một mức thứ nhất là 108.000 đồng. Chọn cái mức thuế suất là 10%. Sau khi các bạn khai báo xong thì các bạn kiểm tra lại nội dung trên hóa đơn chứng từ và chúng ta đã làm đúng hay chưa. Nếu đúng thì chúng ta sẽ bấm cắt. Như vậy là chúng ta đã lên 4 cái nghiệp vụ nội dung là về chi phí trả trước 242 với tổng số tiền là 92.939.091. Để kiểm tra chúng ta sẽ vào bước 1, chúng ta vào menu báo cáo. Bước 2 chúng ta sẽ chọn phân hệ là bảng cân đối tài khoản. Chúng ta nhấp double 2 lần và sau đó chúng ta chọn khung thời gian. Và chọn cái mục là bộ tài khoản hai bên và sau đó chúng ta sẽ khai báo các cái thông tin. Thì ở đây chúng ta sẽ kiểm tra tài khoản là 242 thì chúng ta sẽ thấy rằng là tổng giá trị chúng ta đang đưa vào trên sổ sách là 92.939.091 thì sẽ khớp với cái nội dung thông tin mà chúng ta đã thực hành và khai báo trước kia trên phần mềm Excel. Thì nếu các bạn làm đúng số tiền này thì cái tài khoản 242 là chúng ta đang khớp 100% là chúng ta đã đúng. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải làm các cái bút toán về phân bổ. Thì ở bài tiếp theo là chúng ta sẽ thực hành về phân bổ chi phí chạy trước và khấu hao tài sản cố định hữu hình.